Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài 2: Truy vấn dữ liệu ở trên một bảng trong SQL cơ bản. Nội dung của bài học sẽ tìm hiểu, giới thiệu cơ bản về truy vấn dữ liệu ở trong SQL Server, cách truy vấn dữ liệu ở trên một bảng, cách sắp xếp dữ liệu, truy vấn và thực hiện lọc dữ liệu truy vấn. Trước khi chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 của bài học giới thiệu cơ bản về tri vắng dữ liệu SQL Server. Cách tri vắng dữ liệu trên một bảng ở trong SQL Server. Giới thiệu cơ bản về tri vắng dữ liệu ở trong SQL Server. Các bảng ở trong cơ sở dữ liệu Database là các đối tượng mà lưu trữ tất cả các dữ liệu ở trong một cơ sở dữ liệu. Ở trong một bảng thì dữ liệu được tổ chức một cách logic với cái cấu trúc hàng thì đây chúng ta sẽ thấy đó là hàng và cột thì tương tự như một bản tính ở trong excel mỗi hàng thì đại diện cho một bản ghi ở trong bảng. ví dụ như chúng ta sẽ có đây là một hàng và hàng đại diện cho cái thông tin của một cái khách hàng và mỗi cột đại diện cho một cái trường dữ liệu ở trong bản ghi đó ví dụ đây là một cột thì đại diện cho cái thông tin mô tả về street tức là đường phố ở cho cái địa chỉ của khách hàng. Trong SQL server sử dụng các giảng đồ hay là lược đồ schema để tạo ra các nhóm, các bảng và các đối tượng ở trong cơ sở dữ liệu một cách logic. Ví dụ schema sales sẽ nhóm tất cả các cái bảng có liên quan tới kinh doanh schema production sẽ nhóm tất cả các bảng liên quan tới sản phẩm. Để có thể thực hiện truy vấn dữ liệu ở trong một bảng ở trong SQL Server thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh select và cú pháp của lệnh select là sử dụng từ khóa select, tiếp đến là danh sách các cái trường mà chúng ta lựa chọn trích xuất dữ liệu từ bảng và from là từ khóa và liệt kê tên của các bảng sẽ lấy dữ liệu thì cái phần select list, list là tập các column thì các bạn lưu ý là tập hay là danh sách các column được lựa chọn để có thể hiển thị kết quả và các cái column sẽ cách nhau bằng dấu phẩy schema name là tên của cái lược đồ ở trong cái sở dữ liệu quan hệ thì ở đây thì chúng ta sẽ xác định đó là tên của cái lược đồ và nhiều lúc là chúng ta có thể là bỏ qua cái phần là schema name này và dấu chấm phẩy tiếp đến là table name là tên của bảng mà chúng ta cần truy vấn dữ liệu. Khi xử lý câu lệnh truy vấn select thì SQL Server sẽ xử lý mệnh đề from trước rồi sau đó tới cái mệnh đề select. Mặc dù mệnh đề select là đặt trước và chúng ta hình dung tức là sẽ tìm kiếm thông tin ở trong các bảng được liệt kê ở trong from rồi tiếp đến sẽ là trích xuất các cái dữ liệu được liệt kê ở trong SELECT để trả về cái kết quả cho người dùng tiếp theo xem xét ví dụ về SQL Server SELECT tức là truy vấn cái dữ liệu từ một bảng ở trong SQL Server thì chúng ta sẽ sử dụng bảng customers ở trong cơ sở dữ liệu mẫu và ví dụ là bảng customer sẽ bao gồm các thông tin là customer id tức là mã khách hàng, first name là tên, last name là họ, phone là điện thoại, email là email, street là đường, city là thành phố, state là tỉnh thành, zip code đây là mã bưu điện. Với bảng customer thì có thể thực hiện cái câu lệnh select, trước hết xác định từ khóa select và liệt kê danh sách các trường, trường đầu tiên là first name dấu phẩy tiếp đến trường last name và from thì chúng ta sẽ xác định là sales. Đây là schema và tiếp theo là table name là customer thì sẽ hiển thị ra cái kết quả là bao gồm hai cái trường được liệt kê ở trong select. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng là trường first name tiếp đến là trường last name và các cái thông tin của first name và last name sẽ được trả về dưới dạng đó là các cái hàng ở đây thì một hàng hai hàng ba hàng để thể hiện các cái thông tin của customer xem xét ví dụ thứ hai là tìm họ tên và email của tất cả các cái khách hàng ở trong bảng customer thì xây dựng câu lệnh truy vấn select đây là từ khóa first name là tên trường dấu phẩy Last name là tên trường thứ hai dấu phẩy email là tên trường thứ ba và xác định mệnh đề from from là từ schema là sales và chấm customer là tên bảng và chúng ta lưu ý là trong cái quá trình xây dựng các cái câu lệnh truy vấn ở trong SQL Server thì chúng ta có thể chấm phẩy để kết thúc và yêu cầu là thực hiện cái câu lệnh này và lúc đó sẽ trả về cái kết quả ở trong trường first name, tiếp đến là last name và tiếp đến là email thì sẽ hiển thị ra bốn trường first name, last name và email như thế này. Xem xét ví dụ 3 là truy vấn tất cả các cái cột ở trong bảng customers thì sử dụng câu lệnh select và chúng ta lưu ý dấu sao dấu sao để thể hiện là lấy về tất cả các cái cột được uh, liệt kê của các bảng ở trong from và chúng ta sẽ xác định mình để from sales đó là skimmer dấu chấm và customer là tên bảng thì sẽ hiển thị ra tất cả các thông tin có ở trong customer và thứ tự của các trường sẽ được hiển thị theo cái thứ tự mà chúng ta tạo ra các trường đó đối với customer đầu tiên đó là customer ID tiếp theo first name last name phone email street city state và zip code tiếp theo chúng ta sẽ xem xét là tìm kiếm tập cái kết quả sử dụng mệnh đề qua là khi chúng ta muốn lọc các cái dữ liệu các hàng dựa trên một hay là nhiều cái điều kiện nào đó thì chúng ta có thể là sử dụng mệnh đề qua ở trong cái câu lệnh select và đây là cái mệnh đề bổ sung vào cái câu lệnh select sử dụng select để truy vấn tất cả các cái thông tin hiện có ở trong customer và với cái điều kiện mà chúng ta xác định đó là stay là bằng ca và lúc này thì các bạn sẽ thấy kết quả trả về là stay sẽ mang cái giá trị là ca ngoài cái ca thì sẽ bị loại và rõ ràng là với cái hình thức hay là với cái mệnh đề qua thì cho phép chúng ta có thể lọc các cái dữ liệu tương ứng theo cái mong muốn của chúng ta ở trong slide trước thì tập cái kết quả truy vấn trả về là những cái hàng ở California tức là CA và trong SQL Server sẽ xử lý các vấn đề ở trong truy vấn theo cái thứ tự đầu tiên thì sẽ xác định là tìm kiếm dữ liệu từ các bảng được mô tả ở trong from tiếp đến là tìm kiếm các cái dữ liệu thỏa mãn các cái tiêu chí đưa ra ở trong bài đề qua và tiếp đến là sẽ trích xuất dữ liệu của các column tức là các cái cột được liệt kê ở trong select và sẽ trả về cái dữ liệu cho người dùng xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn